chào các bạn. Mình tên là Phương. Mình vừa mới hoàn tất xong khóa học 21 ngày giảm cân của trung tâm Yoga. Thì cảm nghĩ của mình là đầu tiên khi trước khi mà học thì mình rất là lo lắng, là bởi vì mình chưa từng bao giờ là học yoga cả. Cho nên là mình rất là sợ khi mà tham gia thì mình không thể theo đuổi cái chương trình này đến cuối. Nhưng mà sau cái giai đoạn mà ban đầu khoảng 2 ngày là tức là tập với cường độ rất là mạnh, rất là căng thẳng, thì cơ thể nói chung là cũng rất là mệt mỏi. Về nhà là